Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm công bố báo cáo toàn diện về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới. Trong báo cáo nhân quyền được đích thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo công bố vào sáng ngày 11 tháng 3, Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích thành tích nhân quyền yếu kém của Việt Nam trong năm 2019 trên một loạt lĩnh vực. Vào chiều cùng ngày, RFA đã có mặt tại Tòa nhà Truyền thông Quốc gia tại Washington, D.C. để dự buổi họp báo về vấn đề này. Ông Robert Destrell, trợ lý bộ trưởng ngoại giao vì dân chủ, nhân quyền và lao động cho Rafe biết thêm về lý do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện báo cáo nhân quyền hàng năm. Ông Robert Destro nói. Cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc tôn trọng quyền con người, phản ánh các giá trị cốt lõi của người Mỹ và nguyên tắc toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận biết được rằng, thực chất các nhà hoạt động quốc tế là những nhân tố nổi bật của nhân quyền. Trong báo cáo này, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền, cũng như mục đích thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh của chính phủ Hoa Kỳ với các nước trên thế giới. Nói thêm về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam và làm thế nào để chính phủ Hoa Kỳ trên phương diện ngoại giao có thể cân bằng mối quan hệ kinh tế và nhân quyền với Việt Nam, ông Scott Busby, phó trợ lý cho rằng cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra hàng năm. Vào năm 2019, ông đã đến Việt Nam để thảo luận một loạt các vấn đề về nhân quyền khác nhau với chính phủ nước này, Ông có ghi nhận tiến bộ của Việt Nam trong một số lĩnh vực như quyền cho người khuyết tật và tôn trọng quyền của cộng đồng LGBT. Ông cũng nói thêm rằng Việt Nam đã có cải thiện trong cải cách bộ luật lao động và tự do tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực trong tình hình nhân quyền ở Việt Nam mà theo ông Scott Busby cho là đáng lo ngại. Chúng tôi lo ngại về việc Việt Nam vẫn còn xu hướng bắt giữ người muốn tự do bày tỏ ý kiến của mình như chỉ trích chính phủ. Chúng tôi có nêu ra những lo ngại đó trong cuộc đối thoại vừa rồi trong đó bao gồm kêu gọi việt nam hãy trả tự do cho những tù nhân chính trị chính phủ việt nam phần lớn vẫn tuyên bố rằng những trường hợp này đã vi phạm những điều luật của việt nam vì vậy chính phủ nước này đã lấy lý do đó để kết án họ chúng tôi không đồng ý với việc này chúng tôi cảm thấy rất nhiều điều luật của việt nam vẫn còn rất mơ hồ và thường được áp dụng một cách tùy tiện đó là một trong những mấu chốt mà chúng tôi đã đưa ra trong cuộc đối thoại nhân quyền với việt nam vừa rồi liên quan đến sự phản hồi của chính phủ Việt Nam trước những lo ngại của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra, ông Scott Busby nói thêm. Về kết quả của chuyến thăm đến Việt Nam vừa rồi cho cuộc đối thoại này, chúng tôi đã thành công trong việc yêu cầu trả tự do cho một nhà hoạt động chính trị có bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam, rất được dư luận quan tâm. Tôi đã đến gặp cô ấy trong trại giam. Hiện tại cô này đã an toàn ở Hoa Kỳ. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc cô ấy phải rời khỏi đất nước của mình để được tự do. Nhưng chúng tôi cảm thấy an tâm vì giờ đây cô ấy thực sự đã được tự do. Nhà hoạt động mà ông Scott Busby nhắc đến là bà Trần Thị Nga. Bà là tù nhân chính trị mới nhất tại Việt Nam đến được Hoa Kỳ, nhờ sự vận động của chính phủ Hoa Kỳ như trình bày vừa rồi của ông Scott Busby. Có thể kể thêm tên một số cựu tù nhân chính trị Việt Nam được phía Hoa Kỳ vận động trả tự do như bà Trần Thị Nga, là mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Những người này sau khi đến được Hoa Kỳ tiếp tục tham gia lên tiếng trình bày thực tế đàn áp các tiếng nói đối lập bỏ tù sách nhiễu giới đấu tranh tại việt nam với chính giới mỹ mỗi khi có dịp đặc biệt mỗi khi các tổ chức đại diện cộng đồng việt nam tiếp xúc với vị dân cử mỹ tại thủ đô washington dc